Nếu yêu thích tu tiên, huyền huyễn, hãy đến với Góc Vân Anh, nơi tổng hợp những bộ truyện tu tiên, huyền huyễn hay nhất, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, cảm ơn mọi người. Chương 4078, bước thứ 2. Có thể Tiêu Viêm hiểu rằng, tại thời điểm này hắn ta càng chặt chẽ, khoảng cách mất càng gần. Nếu chỉ là một linh thể, có thể duy trì bằng các nguồn lực, đi với ta Viện Nhi, ngay cả khi không thể hồi sinh, duy trì trạng thái hiện tại cũng là điều tất yếu. Tiêu Viêm cúi đầu, thì thầm với bóng dáng xinh đẹp trong ngực. Linh thể này chỉ có thể tồn tại ở huyền âm chân giới, không thể rời đi. Nữ đế lắc đầu, Tiêu Viêm im lặng, tách biệt đã trở thành sự thật, không thể thay đổi. Băng Uẩn Thỏ mang theo Tiêu Viêm đến ngôi sao nơi huyền âm chân giới, từ đây vào huyền âm chân giới tự nhiên cũng là nơi rời khỏi đây, nhưng trên thực tế không cần phải đến đây, Tiêu Viêm trực tiếp có thể rời đi qua thế giới chi thụ tầng 10 của tử thần hư linh tháp. Khi có thể thực sự muốn rời đi, Tiêu Viêm trong nội tâm là tất cả các loại không nỡ, ôm vào vòng tay một thời gian dài không xa buông ra, ngược lại, nữ đế nhẹ nhàng vỗ Tiêu Viêm. Tốt tốt, đại nam nhân làm sao còn khóc sướt mướt, đã đến lúc khởi hành rồi. Nhưng Tiêu Viêm đã không buông tay, bởi vì hắn biết rằng sự khác biệt này là không có cơ hội để gặp lại. Nữ đế lắc đầu, mặc dù khuôn mặt của nàng mỉm cười, nhưng nước mắt không thể ngừng chảy xuống. Kiếp trước kiếp này đều yêu, trước khi rời đi tặng tạo hóa cuối cùng cho người đi, ta đem chính mình tặng cho ngươi. Nữ đế mỉm cười nhẹ nhàng, nàng biết bây giờ chỉ có thể làm lời tạm biệt cuối cùng của mình. Chờ đã Viện Nhi, đừng. Không cần. Tiêu Viêm cảm thấy trống rỗng trong vòng tay, bóng dáng của nữ đế hóa thành bong bóng, sau đó hòa nhập vào cơ thể của Tiêu Viêm, bóng dáng nữ đế biến mất không thấy. Tiêu Viêm, câu chuyện của chúng ta đến đây đến lúc kết thúc. Đây là thuộc về thế giới chi khí của ta, bây giờ tất cả được trao cho ngươi, tên ta là Sầm Tiên Viện, là vợ của Tiêu Viêm. Tạm biệt. Giọng nói của nữ đế trở nên yếu ớt và trống rỗng, Tiêu Viêm lập tức ánh mắt hoảng loạn, hắn há to miệng muốn gào thét lại phát hiện âm thanh bị kẹt trong cổ họng, loại đau đớn này như thủy triều ập đến. Lời tạm biệt đến quá đột ngột, nhưng dường như làm thế nào để nói lời tạm biệt là không thể chấp nhận được, vì vậy nữ đế cuối cùng đã thực hiện sự lựa chọn này. Nếu không Tiêu Viêm có lẽ là khó khăn để đưa ra quyết định rời đi. Ta vẫn chưa nói lời tạm biệt. Tiêu Viêm cố gắng hết sức để bình tĩnh lại tâm trạng, nhưng hắn ta trông rất cô đơn. Nỗi đau này thực sự có thể làm cho mọi người buồn trong một thời gian, và Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ. Không đợi Tiêu Viêm hoàn toàn bình phục lại, dưới chân bỗng nhiên trống rỗng, Băng Uẩn Thỏ hóa thành hình người, diện mạo tiểu nữ hài nghịch ngợm đáng yêu, đối với Tiêu Viêm là một khuôn mặt quỷ. Sau đó không quay đầu lại liền bỏ chạy về phía xa. Băng Uẩn Thỏ cũng rời đi, Tiêu Viêm đứng sừng sững tại chỗ, nhìn vào hư không chính hãng của huyền âm chân giới, chỉ trong vài trăm năm đã để lại cho Tiêu Viêm những kỷ niệm không thể xóa nhòa, ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên cảm giác được xung quanh có một dòng bất hủ chi lực liên tục ùa về phía hắn, Tiêu Viêm vẫn chưa kịp phản ứng, chính là cảm giác bất hủ chi lực trong cơ thể tràn đầy, dần dần đã đến một trạng thái đầy ắp. Tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm chính là bản nguyên bất hủ chi lực, chỉ có bản nguyên bất hủ chi lực mới có thể đạt được hiệu quả đột phá. Một lát sau, trên người Tiêu Viêm một đạo khí thế mạnh mẽ ầm ầm quét qua mà mở ra. Đế chi bất hủ bước thứ hai, Tiêu Viêm hơi ngạc nhiên, bởi vì đột phá đột ngột là một chút khó hiểu, thậm chí không biết làm thế nào đột phá. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Viêm chỉ muốn đến nữ đế, chắc chắn là nữ đế đã cho Tiêu Viêm thế giới chi khí, làm cho thực lực của Tiêu Viêm tăng vọt. Trong khoảnh khắc Tiêu Viêm đột phá bước thứ hai, ngay lập tức bóng tối bao phủ Tiêu Viêm, kim sắc thần tôn một lần nữa đập vào mắt, bất hủ chi thần Tử Miêu đứng sừng sững trên lòng bàn tay của thần tôn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm. Cảm giác tử vong mãnh liệt ngay lập tức bao phủ Tiêu Viêm, giống như những gì đã gặp trước đó, sau khi ý thức Tiêu Viêm sụp đổ, một lần nữa ngưng tụ lại ngay lập tức, như thể làm cho Tiêu Viêm nhảy ngang lặp đi lặp lại giữa tử vong cùng tái sinh, và không chỉ một lần. Bất hủ chi thần không cho Tiêu Viêm bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện, để cho hắn ta lặp đi lặp lại trong sự hồi sinh của sự phục hồi này, Tiêu Viêm cảm thấy ý chí của chính mình sẽ sụp đổ, rơi vào một vòng luân hồi vô tận. Tiêu Viêm quan trọng hơn, tiếp tục sợ rằng sẽ phát điên trong trạng thái này, không đáng kể lực lượng trong khoảnh khắc này không có bất kỳ tác dụng, và ngay tại thời điểm này, một cổ lực lượng dường như ngay lập tức kéo Tiêu Viêm rơi vào vực sâu. Lam Phong tiền bối. Trước mặt Tiêu Viêm xuất hiện một tia sáng xanh. Và sự xuất hiện của ánh sáng xanh này trong nháy mắt đã kéo Tiêu Viêm ra khỏi trạng thái sụp đổ và ngưng tụ lại. Lực lượng này chính là Bất Lam Phong tặng cho Tiêu Viêm, thuộc về ý chí bất hủ của Lam Phong.
vận khí không tệ, mượn ý chí của người khác xem như là mưu lợi, thôi, vẫn là quá yếu, lăn lộn, mau, nhàm chán. Bất hủ chi thần nói xấu hổ, và sau đó vẫy tay lên, ý thức của Tiêu Viêm là thoát khỏi không gian hắc ám. Bổn thần khuyên ngươi một câu, nếu không đạt tới ý chí đủ kiên định, không nên tùy ý tăng lên thực lực, nếu không bổn thần này cửa ải này sẽ không qua được. Mặc dù trước đó đã trải qua cảm giác đồng cảm này, nhưng vẫn khiến Tiêu Viêm lúc này kinh hồn bạt ngã, tâm thần đều khó có thể bình phục, bởi vì cảm giác này quá chân thật, hơn nữa Tiêu Viêm lại không thể làm ra bất kỳ phản kháng nào dưới loại lực lượng bị kéo vào. Tiêu Viêm chỉ có thể nở nụ cười đắng chát, một lúc lâu sau trái tim đập nhanh mới chậm rãi bình phục, khí tức trên người rõ ràng đã đến bước thứ hai. Xung quanh vẫn còn nguồn gốc bất hủ chi lực đổ số đến, nhưng về số lượng đã không thể cho phép Tiêu Viêm đạt đến mức đầy đủ. Kể từ khi đột phá bất hủ, Tiêu Viêm thấy rằng chính mình hoàn toàn không thể kiểm soát thực lực của chính mình, bao gồm cả tu luyện không có đầu mối, bởi vì bản nguyên bất hủ chi lực không thể hấp thụ thông qua ý chí chủ quan. Vì vậy về khi nào đột phá, làm thế nào để phá vỡ, Tiêu Viêm vẫn chưa tìm thấy pháp tắc, chỉ biết rằng để nâng cao thực tế là chìa khóa. Và bây giờ thực lực của Tiêu Viêm vẫn chưa tiếp tục tăng lên, dường như không phải thế giới chi khí không đủ, cũng không phải nguồn gốc bất hủ chi lực không đủ. Giống như chính nó đang ngăn chặn sự tiến bộ của bất hủ chi lực bản nguyên. Sau khi đột phá vừa rồi, Tiêu Viêm trong nội tâm ngầm kinh hãi, điều này kinh khủng hơn nhiều so với kiếp cảnh, bất hủ chi thần rõ ràng là không nhường cho Tiêu Viêm chút nào, thậm chí cảm giác đây là lực lượng gấp bội. Tiêu Viêm cười khổ, tôn thượng lưu lại thù hận, đắc tội ai không tốt, lại là đắc tội ý chí của thế giới, hơn nữa còn là một ý chí thế giới vô cùng không có bố cục, không những không thiên vị cho Tiêu Viêm. Ngược lại còn tra tấn Tiêu Viêm gấp bội. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, nếu không có ý chí của Lam Phong bất hủ mới xuất hiện, e rằng lúc này hắn còn rơi vào loại tử vong liệt diệt. Bây giờ ngay cả khi đủ điều kiện để đột phá bước thứ ba, ý chí của Tiêu Viêm là không đủ vững chắc. Xem ra trong quá trình tu luyện tương lai, cảm ngộ ý chí của bất hủ càng quan trọng hơn. Tiêu Viêm thì thào, coi như bất hủ chi thần có khắc nghiệt hay không, nhưng với thực lực càng mạnh, không có ý chí vững chắc chắc chắn sẽ không được.